Xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái nền tảng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là hữu ích cho anh chị và các bạn trong cái việc quản lý tài sản, tài chính cũng như là thực hiện đầu tư kiếm tiền của mình tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế thì cái ứng dụng mà tôi sẽ giới thiệu với anh chị các bạn đó chính là ứng dụng PC Invest của công ty chứng khoán Techcom Security. Tuy nhiên thì trước hết chúng ta cần phải nắm rõ được các cái ưu điểm và cái nhược điểm với anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn yên tâm là tôi sẽ nói rõ cho anh chị và các bạn tất cả những gì mà tôi cảm thấy vui cũng như những gì mà tôi cảm thấy chán đối với cái nền tảng này. Thế thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái ưu điểm đó, chúng ta sẽ được những cái gì, cái lợi ích gì từ cái ứng dụng này, đúng không ạ? Thế thì cái ứng dụng này nó sẽ có cho chúng ta là bốn cái ưu điểm. Thứ nhất đó chính là giao dịch tại TCBS thì rất là thuận tiện. Tại sao nó lại thuận tiện? Bởi vì 100% là online. Vậy thì các khâu online là gì? Thứ nhất đó chính là mở tài khoản online. Cụ thể thì bạn chỉ cần click vào cái link ở dưới cái phần mô tả là có thể mở được trong 3 phút cái tài khoản. Hoàn toàn là miễn phí. Thứ hai là gì? Mua bán cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư trên cái ứng dụng mobile hoặc là trên máy tính 100%. Thứ ba là gì? Nếu chúng ta muốn thay đổi các cái yêu cầu về thông tin xác nhận tài sản thì chúng ta cũng đều làm online hết ạ. Thứ tư đó chính là chúng ta nạp rút tiền tự động từ tài khoản Techcombank hoàn toàn miễn phí với TCBS mà lại còn tự động ạ. Nếu chúng ta không có tài khoản ngân hàng Techcombank thì chúng ta có thể nạp tiền từ tài khoản ngân hàng khác và khi chúng ta rút tiền thì cũng hoàn toàn miễn phí. Thứ năm là các cái loại lệnh 24/7 và lệnh điều kiện chốt lời, cắt lỗ hoặc là gì đặt mua trước đều tạo thuận tiện cho nhà đầu tư giao dịch mà không phải lo lắng về biến động các cái thị trường. Cái ưu điểm thứ hai là gì? Biểu phí giao dịch thấp nhất thị trường. Phí giao dịch cổ phiếu 0.1% trên giá trị giao dịch. Tức là anh chị sẽ bị mất 0.1% trên giá trị giao dịch mua hoặc giá trị giao dịch bán. Đó. Thì nếu mà chúng ta mua một cổ phiếu và chúng ta bán một cổ phiếu thì chúng ta sẽ mất 0.2%. Chính vì vậy mà chúng ta cũng nên hạn chế giao dịch. Tuy nhiên nó khá là thấp rồi nhưng nó cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của chúng ta. Phí giao dịch trái phiếu là 0.15% trên giá trị giao dịch. Phí giao dịch quỹ đầu tư tối đa là 1% và miễn phí sau 12 tháng. Có lẽ đây là một cái mức phí mà tôi nghĩ rằng ít có cái quỹ đầu tư nào áp dụng được. Lãi suất margin thì rất là ưu đãi và tối đa chỉ là 10.5% trên năm thôi. Có những thời điểm thì công ty chứng khoán TCBS có những cái gói ưu đãi lãi suất chỉ có 4.8% đến 8%, rất là thấp. Thỉnh thoảng sẽ có những cái giai đoạn thế và có những cái gói hàng ngày cho anh chị và các bạn. Cái ưu điểm thứ ba là gì? Quản lý tài sản tập trung cho nhà đầu tư. Mọi cái tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và tiền tại Techcombank đều được quản lý tập trung trên ứng dụng TCInvest. Bạn sẽ tính toán được các cái hiệu quả đầu tư trên bốn cái tài sản này trên một ứng dụng, quá là thuận tiện đúng không ạ? Mà thứ hai nữa là nó cập nhật online cho anh chị và các bạn. Chúng ta không phải lập ở một cái bảng tính Excel rồi chúng ta không phải lên kế hoạch để xem trên bảng tính đấy cái hiệu quả đầu tư của mình như thế nào. Đó, mà trên ứng dụng này sẽ giúp cho anh chị làm được các việc đó. Ưu điểm thứ tư là gì? Chính là khả năng kiếm tiền hiệu quả và rất an toàn. Tại TCBS thì mình muốn tập trung tới yếu tố an toàn cho anh chị các bạn. Bởi vì sao? Tất cả những cái khoản đầu tư vào trái phiếu đều là những trái phiếu top đầu thị trường
như tập đoàn Vingroup hay tập đoàn Mansan. Đó là những cái trái phiếu của những cái tập đoàn hàng đầu đó, và lãi suất thường cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng từ 2.5% đến 4%. Quỹ đầu tư trái phiếu thì lợi nhuận bình quân cho nhà đầu tư một năm là 8%, và chủ yếu là các chứng chỉ tiền gửi và cũng là các trái phiếu top đầu thị trường. Cái quỹ đầu tư TCFF là quỹ linh hoạt, anh chị và các bạn có thể gửi tiền không kỳ hạn vào tài khoản này và rút bất kỳ khi nào mà không mất chi phí mua bán. Chỉ có một khoản phí nhỏ thôi anh chị sẽ mất, đó chính là 0.1% cái khoản thuế thu nhập cá nhân. Khi gửi tiền ở đây thì anh chị và các bạn có thể nhận được cái mức là 5.3 đến 6% trên năm không kỳ hạn anh chị và các bạn nhé. Đối với các quỹ cổ phiếu thì sao? Lợi nhuận bình quân sẽ mang lại cho anh chị và các bạn khoảng 10% đến 12% hàng năm. Anh chị và các bạn cũng có thể mua các cái quỹ ETF như là VFM, VN30 hay là VN Diamond hay là SSI VN50 trên cái ứng dụng này, rất là dễ như là mua cổ phiếu nhỉ? Đó. Thế thì đó là những cái công cụ mà kiếm tiền khá là tốt cho anh chị và các bạn. Còn nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu thì sao? Đầu tư cổ phiếu thì chúng ta sẽ theo những cái phương pháp đầu tư của chúng ta, như là chúng ta đầu tư theo xu hướng hay chúng ta đầu tư tích lũy tài sản, thì cũng đều mang lại những cái giá trị lợi nhuận cho chúng ta rất là tốt tại thị trường Việt Nam. Cái phí giao dịch thấp cũng làm tăng cái hiệu quả đầu tư của chúng ta lên, đúng không ạ? Vậy là với 4 cái ưu điểm vừa rồi, anh chị và các bạn cũng đã rất là hiểu rõ về lợi ích của TC Invest mang lại cho anh chị và các bạn rồi. Thế thì TCVS có những cái nhược điểm như thế nào? Chúng ta cần phải hiểu rõ được các cái nhược điểm này để mà khi chúng ta tham gia đầu tư tại CVS thì chúng ta cũng không quá là bức xúc với nền tảng. Thứ nhất đó là gì? Nền tảng TC Invest của TCVS có quá nhiều chức năng, rất là rối rắm trong quá trình sử dụng, nhất là với các nhà đầu tư mới. Thực sự là mình cũng phải mất 1-2 tháng để mình quen được cái nền tảng này, bởi vì nó quá nhiều chức năng. Và mình cũng đã đề xuất với TCBS là cắt bỏ một số các chức năng không cần thiết, và họ đang trong quá trình tái cấu trúc lại cái ứng dụng này, và có lẽ trong thời gian tới sẽ chỉ còn những cái chức năng mà cần thiết đối với nhà đầu tư thôi. Còn những chức năng không cần thiết, ví dụ như là iWell Partner, thì cũng chả cần thiết đối với khách hàng của TCBS cả, đúng không ạ? Đấy là những cái chương trình kinh doanh của phát triển kinh doanh của TCBS, mình nghĩ chẳng nên trò ở đấy. Đó là một cái ứng dụng riêng dành cho các cái đối tác phát triển kinh doanh. Cái nhược điểm thứ hai là gì? Thỉnh thoảng là hay lỗi, hay đơ hệ thống. Hiện tại thì TCBS cũng có khá nhiều các nhà đầu tư nhỏ và lẻ online giao dịch cũng khá nhiều, lệnh đặt vào thị trường cũng rất là nhiều. Nên là cái việc mà thỉnh thoảng hay lỗi hay đơ là có thể xảy ra, và nhất là trong trường hợp thị trường giao dịch của sở giao dịch chứng khoán cũng quá là đông, nên cái việc mà đưa lệnh vào thị trường lại sửa lệnh, hủy lệnh rất là phức tạp. Chính vì như thế mà chúng ta khi mà chúng ta đầu tư ở tại TCBS thì chúng ta sẽ có những cái bức xúc như thế. Và rõ ràng đó là một cái điều mà không thể tránh khỏi ở các công ty chứng khoán khác, nhưng mà ở mức độ nhiều hay ít thôi. Thực ra thì mình cũng chưa đầu tư nhiều ở các sàn khác, mình chỉ mới tham gia ở TCBS, ở VN Direct, ở HSC, ở VNS hay là EVS ngày xưa ấy. Thì mình thấy ở TCBS thì mình cũng thấy bình thường, bởi vì sao? Bởi vì mình thường đầu tư tích lũy dài hạn, mỗi tháng mình chỉ có đặt 1-2 lệnh thôi, chứ mình không đặt nhiều, nên là mình cũng không cảm thấy là quá bức xúc. Và cái cách thức mình đặt lệnh thì mình cứ đặt lệnh chờ, hoặc là buổi tối mình đặt lệnh, vậy là xong. Đó, thì cứ đến cái giá đó thì là họ mua, hoặc là mình đặt lệnh thị trường, nó cũng rất đơn giản như vậy thôi. Sáng ngày hôm sau thì lệnh tự động vào là mua cho mình. Nên cái câu chuyện là lỗi hay là đơ hệ thống thì nó cũng ít xảy ra. Đối với mình nó cũng gây ít gây cái bức xúc cho mình.
Đó. Và đối với những nhà đầu tư mà chết đinh lướt sóng hàng ngày thì cũng nên cân nhắc. Mình nói thật là như thế. Chứ mình cũng trong giai đoạn này mình cũng không khuyên anh chị và các bạn là chết đinh với TCBS nhiều. Đó, bởi vì là không phải chỉ riêng TCBS mà toàn bộ thị trường cũng bị đơ như vậy thôi. Cái nhược điểm thứ ba là gì? Cái mức kiếm lời của trái phiếu hay quỹ thì nó chỉ ở mức trung bình thôi. Nó không phải là tốt nhất và nó cũng không phải là thấp nhất, nó ở mức là trung bình, tức là nó chỉ cao tiết kiệm ngân hàng khoảng từ 2.5 đến 4%, chỉ mức ở như vậy thôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn nhận ở cái mức là rủi ro cao thì lợi nhuận cao, rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Toàn bộ những cái tài sản mà chúng ta đầu tư đều là những cái tài sản mà của những cái tổ chức rất là minh bạch và hàng đầu ở trên thị trường chứng khoán, đầu ngành các lĩnh vực rồi ạ. Rõ ràng là nếu chúng ta muốn những cái công cụ mà kiếm thu nhập cố định ổn định ở trên mức 12% thì TCBS không phải là lựa chọn của anh chị và các bạn đâu. Tôi khuyên chân thành, nếu mà nếu anh chị và các bạn muốn kiếm những cái khoản lợi nhuận cao hơn như thế này thì không nên mở tài khoản tại TCBS, sẽ mất thời gian của anh chị và các bạn. Như vậy là tôi vừa mới trình bày với anh chị và các bạn những cái ưu điểm, những cái lợi ích mà TCBS mang lại cho anh chị và những cái nhược điểm, những cái sự khó chịu mà anh chị và các bạn có thể gặp phải khi đầu tư tại TCBS. Anh chị có thể quyết định tham gia hoặc có thể không, tùy tùy vào lựa chọn của anh chị và các bạn. Tôi có để sẵn một cái link mở tài khoản online để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm hoàn toàn miễn phí thôi, không phải mất bất kỳ một chi phí nào cả, và mở hoàn toàn online ở dưới cái phần mô tả. Tôi cũng có rất nhiều các video để dạy anh chị và các bạn hiểu về đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu, đầu tư quỹ đầu tư từ căn bản đến chuyên sâu, để anh chị và các bạn hiểu được rằng bản chất của các tài sản đó là gì, rủi ro của các tài sản đó là gì, cách kiếm tiền từ các tài sản đó như thế nào và thực hiện giao dịch đầy đủ ở trên ứng dụng TC Invest của TCBS. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Tiền của tôi Official để mà nhận được rất nhiều các cái video mới hàng ngày về đầu tư, về kiếm tiền, về lập kế hoạch tài chính cá nhân, về chi tiêu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các cái video tiếp theo.